Xin chào các bạn nhá. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Cường, mình là giám đốc của công ty laptop Việt Quay. Ở bên mình chuyên phân phối laptop cũ, bạn nào mà có nhu cầu thì gọi điện cho mình hoặc inbox Zalo cho mình hoặc là Facebook theo số điện thoại là 0934669689. Đấy, Zalo của mình cũng là 0934669689 nhá. Hoặc là các bạn có thể kết bạn với mình qua Facebook. Facebook của mình là Cường Nguyễn Văn, các bạn có thể vào gõ số điện thoại của mình là 0934669689, các bạn sẽ nhìn thấy cái page có tên là Cường Nguyễn Văn ấy, thì các bạn kết bạn với mình rồi inbox cho mình. Mình sẽ gửi ảnh, cấu hình, chi tiết và giá từng sản phẩm để cho các bạn lựa chọn. Bạn nào ở gần trong khu vực Hà Nội thì các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ bên mình để các bạn xem máy và kiểm tra máy. Đấy, và test máy, và qua trực tiếp bên đây nhân viên mình sẽ tư vấn cho các bạn là nên dùng loại nào cho nó phù hợp với công việc của các bạn. Hoặc nếu bạn nào ở xa thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn qua Zalo hoặc là Facebook hoặc qua điện thoại. Đấy, để các bạn lựa chọn, các bạn chọn máy, mạng máy ok thì bên mình có ship code đến tận nơi. Đấy, bên mình vẫn xuất hàng cho tất cả các tỉnh thành cả nước như Đồng Nai, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là tất cả các nơi bên mình đều có ship code tận nơi, các bạn nhận hàng mở máy ra kiểm tra giống như trong hình ảnh và không rơi vỡ đập gì cả, máy hoạt động bình thường thì các bạn nhận hàng của mình nhá. Bên mình thì có tất cả các cái mã máy phù hợp với các công việc của từng công việc của các bạn một. Nghĩa là mình có các cái mã máy từ 2 triệu 3 đến 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu đến 10 triệu. Đấy, thì là bạn nào có nhu cầu và theo tính chất công việc như thế nào thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn lấy cái mã máy nó phù hợp. Còn máy bên mình ấy thì mình đảm bảo với các bạn luôn là bên mình chỉ bán máy zin, không bán máy sửa chữa. Riêng main là mình khẳng định bên mình đầu vào là main luôn luôn là zin, chứ không có bán máy main qua sửa chữa rồi. Còn ví dụ như là cái bàn phím nó lỗi hay là theo năm tháng ngày tháng thì dùng lâu năm nó phải hỏng thì phải thay cái bàn phím mới, hoặc là pin nó chai, pin nó chỉ được khoảng 5-10 phút thì mình phải thay cục pin khác vào, dùng pin mới vào. Đấy, còn riêng main thì các bạn yên tâm, main bên mình đầu vào là test rất kỹ luôn, là không mua những các cái dòng máy mà main đã qua sửa chữa, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy của bên mình. Sau đây mình sẽ review qua cái văn phòng làm việc của bên mình. Và hôm nay mình cũng chủ định là quay video cho nên là mình cũng xếp toàn bộ hàng ở trong kho ra để cho các bạn xem. Cho nên là hàng bên mình thì luôn luôn là sẵn hàng, cho nên các bạn không phải lo là bên mình có hàng hay không. Đấy, cho nên là các bạn có nhu cầu lấy hàng các bạn cứ inbox cho mình, hoặc các bạn ở gần thì các bạn cứ qua xem trực tiếp, bên mình không phải đi mượn máy ở đâu cả, rất sẵn hàng cho các bạn luôn. Luôn luôn sẵn rất nhiều mã hàng cho các bạn nhá. Cho nên các bạn không phải lo về vấn đề là bên mình hàng có sẵn hay không hay như nào đó. Còn nếu như hàng bên mình mà không có sẵn mà cái mã hàng các bạn yêu cầu thì mình cũng không nhận đặt hàng như thế. Chỉ có những mã hàng nào bên mình sẵn hàng bên mình mới bán hàng thôi. Mình thích là người thật việc thật hơn nhá. Thì sau đây mình sẽ review qua cái văn phòng làm việc bên mình để cho các bạn xem. Hôm nay mình cũng đã cho nhân viên xếp toàn bộ máy ở trong kho ra để cho các bạn xem. Bạn nào có nhu cầu thì gọi điện hoặc là inbox Zalo cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Mình sẽ gửi ảnh, giá, cấu hình chi tiết cho các bạn chọn. Cả các bạn nào không biết về máy có thể là inbox cho mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy, bên mình có sẵn các cái mã máy giá trong dao động trong khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Đấy, rất nhiều các mã máy để cho các bạn lựa chọn. Bên mình cũng bao gồm cả sửa chữa luôn. Đây là góc kỹ thuật của bên mình, bao gồm sửa chữa và nâng cấp thay thế, như nâng cấp RAM, thay thế ổ cứng HDD, thay thế SSD, hoặc là cắm Caribay vào để tăng dung lượng lên. Hoặc là các bạn có thể là có, bên mình có thay thế màn hình, nâng cấp chip, các cái dòng chip rời. Đấy, hôm nay mình cũng cố tình xếp toàn bộ máy ra để cho các bạn xem qua. Bên mình lúc nào cũng sẵn hàng tầm 100 đến 200 máy, cho nên các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Bạn nào mà không biết nhiều về máy thì có thể là nhờ người nhà hoặc là thợ quen qua bên mình để kiểm tra máy, test máy. Đấy, bên mình có những ship code toàn quốc. Bạn nào ở xa có thể là inbox cho mình. Mình sẽ cho mình xin họ, tên, số điện thoại, địa chỉ, mình sẽ ship code đến tận nhà cho các bạn nhá. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ review một nốt cái kho ở trên tầng 2 để cho các bạn
xem tổng quan qua cái số lượng hàng của bên mình. Nên là các bạn yên tâm là bên mình luôn sẵn hàng và đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Kho trên nói chung là kho mà, cho nên là nó hơi bừa bộn. Thì mình cũng chỉ mang tính chất là review để các bạn xem qua thôi. Thôi nhá, thì là mình xin phép được kết thúc video ở đây. Mình xin chào các bạn nhé. Bên mình chuyên phân phối laptop cũ. Mình có các mã hàng từ giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5, 6, 7, 8 triệu tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua hàng có thể gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Mình tên là Cường nhá. Hoặc là inbox theo Zalo cũng là 0934669689. Hoặc các bạn có thể truy cập website là laptopcurẻnhat.com để tham khảo. Mình xin chào các bạn nhá. Bên mình chuyên phân phối laptop cũ. Mình có các mã hàng từ giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5, 6, 7, 8 triệu tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua hàng có thể gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Mình tên là Cường nhá. Hoặc là inbox theo Zalo cũng là 0934669689. Hoặc các bạn có thể truy cập website là laptopcurẻnhat.com để tham khảo.